Ok, thì cũng cùng với cái chủ đề này thì Justin và Annie hay nhận được một câu hỏi như vậy. Đó là: anh chị ơi, em là một người du học sinh ở Canada và em qua đây em cũng có bạn trai cũng là người du học sinh, thì tụi em có con, có em bé, thì tụi em không biết là khi em bé sinh ra thì cái trạng thái di trú của em bé sẽ là cái gì, thì Dương có thể chia sẻ cho các bạn biết. Dạ, đối với những em bé mà sinh ra trên đất nước Canada, các em bé đó sẽ nghiễm nhiên được cái Canadian citizenship, là cái quốc tịch của Canada. Đó là trường hợp thứ nhất. Có một số trường hợp khác mà em bé sẽ là quốc tịch Canada ngay từ lúc mới sinh. Ví dụ như là sinh ra ở Việt Nam nhưng bố hoặc là mẹ là người Canadian thì em bé đó vẫn có được quốc tịch Canada. Cái thứ ba nữa là nếu mà em bé đó được sinh ra trên đi máy bay, mà mình sinh trên máy bay đó, mà cái máy bay đó mà nó đăng ký là trực thuộc của Canada, thì các bạn em bé vẫn có quốc tịch Canada. Cho nên các bạn hay thấy là đối với những bà mẹ mang bầu mà tới khoảng tháng mấy chúng anh hả, tháng 6, tháng thứ 7 gì đó là đã không có cho lên máy bay rồi, tại vì người ta sợ sinh non. Một cái nữa là đối với trường hợp mà hoặc là cha hoặc là mẹ là người Canadian á, thì em bé được cái quốc tịch chỉ với cái điều kiện là cái người cha hoặc người mẹ mang quốc tịch Canada đó lúc được sinh ra, là người cha người mẹ lúc được sinh ra không có phải sinh ra ở ngoài Canada, giống y như trường hợp em bé này. Có nghĩa là cái exception này nó chỉ áp dụng trong một đời thôi, đến sang cái đời thứ hai là cái exception sinh ngoài Canada đối với em bé mà có cha hoặc mẹ là Canada, người Canadian đó sẽ không có được áp dụng nữa. Căn bản là nếu như anh là Canada nhưng mà lúc trước là ba mẹ anh để anh ở Việt Nam, thì bây giờ tới khi con của anh mà nếu để ở Việt Nam nữa thì con anh sẽ không có quốc tịch. Đúng không? Yeah. Đó, cái đó là cho các bạn dễ hiểu cái luật như thế nào. Vậy thì cùng với câu hỏi mà hồi nãy các bạn hỏi là nếu như con của em có quốc tịch, vậy thì còn em như thế nào? Em có được quốc tịch chung với con hay không? Dạ không. Thì câu hỏi này nhiều bạn hỏi lắm đó anh. Có nghĩa là đối với cái đứa bé mà đã sinh ra trên đất nước Canada thì nó sẽ có quốc tịch Canada. Tuy nhiên cái người mẹ hoặc người bố mà đẻ ra đó thì hai bạn đó sẽ không có quốc tịch Canada. Cho đến khi mà em bé đủ 18 tuổi hoặc là đủ điều kiện để bảo lãnh cha mẹ, thì em bé, nghĩa là 18 tuổi trở lên đó, thì sau đó mới quay ngược lại mới bảo lãnh cho các em, cho cha hoặc là mẹ được. Tuy nhiên chính phủ Canada một số trường hợp người ta vẫn nhân đạo để mà cho cái người mẹ một cách nào đó ở lại Canada hợp pháp để có thể chăm sóc đứa con, nhưng mà cái này là trường hợp nó hy hữu lắm chứ nó không có nhiều. Thành ra đối với những cái bạn học sinh đi du học mà gặp những cái vấn đề đó thì mình khuyên là nên tìm hiểu thật là kỹ những cái lựa chọn của mình trước khi mọi việc nó đi quá quá xa. Okay.